ngày 16 tháng 7 2023 nhằm 29 tháng 5 năm Quý Mão, kết hợp cùng chính quyền địa phương, nhà tài trợ, Hòa Thượng Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Thiên Thới, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, người sáng lập nhịp cầu yêu thương, đã tổ chức các băng khánh thành đưa vào sử dụng hai cầu nông thôn tại xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đồng thời trao tặng 200 phần quà cho người nghèo với tổng trị giá 870 triệu đồng. Theo đó, cầu Tình Thương và cầu Khương Ngọc Chính có kích thước bằng nhau, dài 36m, ngang 3 m được kết cấu bằng bê tông cốt sắt, tải trọng trên 2 tấn. Hai cầu đều được Hòa Thượng Thích Minh Hạnh thiết kế, kỹ thuật và chỉ đạo thực hiện. Nhóm thiện nguyện chùa Thiên Thới, chính quyền và nhân dân địa phương đồng thi công xây dựng phục vụ cộng đồng hòa thượng thích minh hạnh ghi nhận và tri ân công đức của gia đình ông phạm hữu rật cùng anh chị bằng cơ bích thủy đã phát tâm lành tin tưởng ủng hộ để nhịp cầu yêu thương xây dựng hoàn thành hai cây cầu ý nghĩa này giúp bà con vùng quê sông nước của tỉnh hậu giang